Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip cùng với lại một con flycam mà tôi đã phải nhờ một người anh em ở trên mãi Hà Nội nặn nội xuống tận dưới Tiền Hải, cách đây khoảng tầm 100 cây số đó, để có thể là xuống quay giúp tôi được một clip. Mà clip này cần hỗ trợ có flycam. Thì là đây là con Phantom 3. Đó. Vừa nhắc đến 3 phát là nó tít luôn. Hiện tại bây giờ đang là tối, tôi muốn cầm một flycam này ra ngoài đường để cho nó bay lên, quay lại quê hương Tiền Hải vào ban đêm xem nó như thế nào. Và sáng mai cũng có thể quay lại vào buổi sáng để có thể cho bạn xem được là quê hương Tiền Hải của tôi vào ban ngày nó như thế nào khi mà nhìn từ trên cao nhìn xuống. Ok, đây là con flycam đấy, vừa mới lắp xong pin. Bây giờ đi ra ngoài kia là thanh niên mặc quần hồng, quần hồng xong còn có gấu ấy. Ôi đèn sáng vãi nhỉ, nó lên nó sáng như thế nào có vừa để dễ nhìn. Kia đằng kia đúng không? Từ ngã ba tượng ngoài kia. Không mất điện. Đấy, cái này ra quạt. Tức là lên bàn máy tính tôi quạt mà. Đấy, nhìn đeo alo giống rất là giống Linh rùa. Ok, hiện tại thì đã buổi sáng rồi và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho flycam bay lên trên trời lần hai để có thể nhìn rõ cái quang cảnh quê hương Tiền Hải của tôi vào ban ngày xem nó đẹp như nào từ trên cái độ cao 200 đến 300 mét. Và sau đó tôi sẽ tiếp tục nghịch một cái trò mà tôi vừa nghĩ ra được. Và trước khi cho flycam bay, tôi sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi đồ trong cái phòng này đã, để tí nữa chỉ cần đem đồ ra ngoài kia và bay trên trời, sau đó thì nghịch. Ok. Ok, các bạn thấy là ở đây tôi vẫn còn rất là nhiều những quả bom khói. Đó, vẫn còn dư rất là nhiều. Và tí nữa tôi sẽ dùng những quả bom khói này gắn lên trên chiếc flycam, sau đó đốt và cho nó bay trên cao để xem là khói nó tỏa trên cao nhìn đẹp như thế nào. Còn đây 10 quả đó, rất là nhiều. Okay. Bây giờ tôi sẽ chế dính nó vào với nhau đã. Ok, tôi đã dính xong 10 quả bom khói lại với nhau đó, rất là dài. Có tổng cộng ở đây là 5 quả sau khi đã dính lại với nhau, và có 5 màu sắc khác nhau: màu vàng, xanh lá cây, màu đỏ, xanh da trời và màu tím. Đây, chiếc flycam 3 được trong cái ba lô như này. Ok, bây giờ đang setup máy chuẩn bị là cho con flycam bay lên trên trời. Hôm qua là thanh niên này là quên bấm quay nên là không có cảnh đêm. Hôm nay chắc chắn là phải quay rồi. Đấy. Phantom 3 để ra giữa này nhá. Ok. Đó. Cho bạn xem chi tiết vào ban ngày. Hiện tại chúng tôi đã ra được đến con đê mà tôi hay quay clip ở ngoài cái sông này. Đó, bay đây cho nó thoáng. Thì là anh em đang ở dưới một cái cồn cát, chuẩn bị là cho flycam.
flycam bay lên cùng với lại bom khói. Ok, đây là cái quả bom khói mà tôi đã buộc dây và dính vào chân con flycam Phantom 3. Tí nữa tôi sẽ đốt vào cho nó bay trên trời xem là bom khói khi mà cháy trên trời nó đẹp như thế nào. Ok, quả đầu tiên là quả màu tím. Rồi. Thì là tôi vẫn còn 4 quả bom khói nữa, thì là tôi buộc dính vào với nhau và cho dây nó ngắn lại cho nó đỡ lắc, bởi lúc nãy dây nó dài quá nó làm máy bay nó lắc và ship bị rơi mấy lần. Đấy, bây giờ thì buộc vào như này. Rồi, ok, và tôi sẽ cho nó bay lên, sau đó tôi sẽ đốt. Bây giờ cho con flycam bay lên cùng với lại 4 quả bom khói.
Ok, cuối cùng thì tôi đã quay xong clip nghịch bom khói cùng với lại Flycam. Bây giờ thì đã 12 giờ trưa rồi, chúng tôi sẽ thu đồ đi về nhà.